Đây, Phong Cát Duy Tùng Bắc Giang xin kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2023. Mình đóng đơn hàng cho bạn Lê Quốc Tuấn ở thị trấn An Phú, An Giang. Của bạn là một cối 30 lít và một bao cát Thạch Anh. Mình đóng làm hai kiện. Làm hai kiện cho bạn. Đây một kiện một bao cát. Đây bảo bạn chuyển trước cho mình 500 nhưng mà bạn chuyển tiền hết luôn. Thì của bạn mình tặng bạn 5 bếp hợp kim trị giá 200.000, coi như là tiền lì xì cho bạn đầu năm. Đây những bạn nào mà chuyển tiền hết trước thì mình đều có phần quà cho các bạn nhé. Đây như các bạn nhiều bạn mà cứ bảo chuyển tiền cọc nhưng các bạn vẫn chuyển cả luôn. Rất là hoan nghênh các bạn, vì các bạn cố gắng chuyển tiền cả thì mình đỡ mất cái tiền thu hộ của bên bên vận chuyển ấy, bên Viettel, bên Bưu điện ấy, họ vận chuyển thì họ thu hộ mà. Thì cái tiền đấy thì mình lại chuyển thành quà mình tặng các bạn. Tất cả những đơn hàng nào các bạn chuyển tiền trước mình cũng đều tặng phần quà tương ứng. Đây là một trong những bạn mà đặt niềm tin tuyệt đối vào mình. Thì mình không có lý gì mà mình lại không trả ơn các bạn bằng một cái quà tặng cũng tương xứng với niềm tin của các bạn đã đặt. Nhiều bạn chuyển cả mấy chục triệu luôn. Kể cả những lấy có những bạn lấy cái bộ để làm bắn sơn tĩnh điện ấy, các bạn lấy hàng hơn 100 triệu ấy, các bạn cũng chuyển tiền luôn. Còn bao cát này giờ mình sẽ lên kho mình đóng cho bạn này. Kho này kho lúc nào phải có 10 tấn cát chuẩn bị sẵn. Cát đây là cát là mình có bán hai loại chính, một là cát Thạch Anh. Cát Thạch Anh thì dùng để bắn sơn vào đầu bò xe máy và bắn bia mộ cũng được. Loại thứ hai là cát hạt mài, mình chỉ đi sâu vào hai loại thôi. Thế còn oxit nhôm thì cái loại đấy nó ở giữa thì mình không bán, vì thực ra nếu bán oxit nhôm thì thà rằng lấy cát Thạch Anh cũng được, còn lấy cát đá, hoặc là lấy cát hạt mài cho nó tốt hẳn. Oxit nhôm bắn nó rất là hao mà tiền thì cũng không phải là rẻ. Bạn nào mua thì liên hệ nhé, máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang nhé. Số điện thoại của mình là 0915 101 180. Xin chào tạm biệt các bạn.